Ngày 9 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên, Phòng An ninh mạng đã nhận được tin trình báo của ông Trần Thanh Hưng, cán bộ một cơ quan tại tỉnh Phú Yên, về việc bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm tống tiền. Một cán bộ tỉnh Phú Yên bị cắt ghép ảnh nóng đe dọa tống tiền. Bắt khẩn cấp người giả danh cục phó C02 lừa tiền chạy án cho vợ chồng tu ác. Vụ học giả băng thật của ông Thích Trân Quang chưa được xử lý minh bạch vi phạm nồng độ cồn, tài xế bỏ lại ô tô, nhảy xuống hồ trốn cảnh sát. Một cán bộ tỉnh Phú Yên bị cắt ghép ảnh nóng đe dọa tống tiền. Ngày 9 tháng 10, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên, Phòng an ninh mạng đã nhận được tin trình báo của ông Trần Thanh Hưng, cán bộ một cơ quan tại tỉnh Phú Yên về việc bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm tống tiền. Theo ông Hưng, lúc 14 giờ ngày 9 tháng 10 Ông nhận được tin nhắn từ Zalo kèm với những hình ảnh nhạy cảm. Nhìn hình ảnh tôi khá bất ngờ, vì đọc được nhiều tin tức cảnh báo nên tôi đến trụ sở phòng an ninh mạng để báo, ông Hưng nói. Theo phòng an ninh mạng, những kẻ này đã tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các clip, hình ảnh nhạy cảm. Sau đó những kẻ này nhắn tin thông báo với nạn nhân về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Đồng thời gửi cho nạn nhân các clip, hình ảnh nhạy cảm đã được chỉnh sửa cắt ghép với khuôn mặt của nạn nhân. Tội phạm yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu để nhận lại các clip và hình ảnh nhạy cảm, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi tới nơi làm việc. Theo phòng an ninh mạng, loại tội phạm này nhắm vào chủ yếu là nam giới, người có địa vị xã hội, có tầm ảnh hưởng trên mạng hoặc một cá nhân cụ thể đăng tải quá nhiều hình ảnh cá nhân trên mạng. Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp tương tự cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không hoảng sợ, không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng. Đồng thời liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Bắt khẩn cấp người giả danh cục phó C02 lừa tiền chạy án cho vợ chồng Tu Ác Sáng ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo được xác định có hành vi giả danh đại tá Cục phó C02, tức Cục phó Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhằm lừa đảo chạy án cho vợ chồng Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt, đã bị bắt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế. Thảo bị bắt vào chiều tối mùng 9 tháng 10 sau khi nhận 400 triệu đồng từ Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ của Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam Bình Thuận. Cụ thể khi vừa nhận tiền xong, Thảo bước lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận áp giải Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh để khám xét khẩn cấp. Công tác khám xét kéo dài đến dạng sáng ngày 10 tháng 10, lực lượng công an đã thu giữ được một số tăng vật có liên quan đến hành vi phạm tội của Thảo. Theo nguồn tin, Thảo sẽ được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Theo điều tra ban đầu của công an, biết vợ chồng Trần Văn Thuận tức Tú Ác đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép là nhiều dấu hiệu phạm tội khác. Thảo đánh tiếng cho vợ chồng Thuận là Thảo đang làm cục phó C02 và có thể can thiệp quá trình điều tra, chỉ xử lý hành chính mà không xử lý hình sự. Thảo cam kết hai công ty của vợ chồng Tú Ác chỉ bị xử lý hành chính không bị xử lý hình sự với điều kiện phải đưa cho Thảo nhiều tỷ đồng để chạy án cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên sau đó Thuận vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Dù Thuận đã bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nga yêu cầu vào thành phố Hồ Chí Minh gặp bàn việc giải cứu cho Thuận, được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga. Với điều kiện phải đưa trước 2 tỷ đồng để chạy cơ quan điều tra, sau đó bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa cho Thảo, nhưng Thảo liên tục thay đổi thời gian và địa điểm gặp. Cụ thể khi bà Nga đem tiền vào thành phố Hồ Chí Minh thì Thảo nói đang ở Bình Dương, bà Nga đến Bình Dương thì Thảo nói đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bà Nga được Thảo hẹn gặp tại một quán cà phê ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công an, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo lòng tin với bà Nga mình là đại tá cục phó C02. Sau khi nhận tiền và lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ. Theo xác minh của công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tạm trú hành nghề bán cháo lỏng Vụ học giả bằng thật của ông Thích Trần Quang chưa được xử lý minh bạch. Tiếp tục phiên họp thứ 38, sáng ngày 9 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025. Thẩm tra liên quan đến lĩnh vực văn hóa giáo dục, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhận định còn một số tồn tại hạn chế. Trong năm 2024, dư luận xã hội dậy sóng với trường hợp học giả bằng thật ở cấp đào tạo trình độ cao nhất. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Giáo dục chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng công khai minh bạch với công luận, ông Vũ Hồng Thanh đề cập. Theo báo cáo của cơ quan thẩm tra, trường hợp nêu trên là ông Vương Tấn Việt, Thích Trần Quang, bảo vệ luận án và được cấp bằng tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội sau khoảng hơn 2 năm từ khi tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản xác nhận ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên kỳ điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban kinh tế của Quốc hội cũng nêu nhận định tình trạng lạm thu đầu năm học nhiều năm nay vẫn là vấn đề nóng gây bức xúc. Có ý kiến cho rằng ở nhiều nơi Ban đại diện cha mẹ học sinh là cánh tay nối dài của nhà trường để xảy ra tiêu cực lạm thu, nếu tổ chức này hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ thì cần có các giải pháp mới trong công tác giáo dục, quản lý học sinh giữa nhà trường và gia đình. Thảo luận tại phiên họp, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc lạm thu đầu năm là vấn đề người dân đang rất quan tâm, ảnh hưởng đến các hộ gia đình. Theo bà Hải, đây là hiện tượng rất cũ và chính phủ, Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã tổ chức giám sát rất tích cực để giải quyết, xử lý, nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại. Vi phạm nồng độ cồn, tài xế bỏ lại ô tô, nhảy xuống hồ trốn cảnh sát. Tối 9 tháng 10, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý một tài xế vi phạm giao thông, điều khiển ô tô trốn chạy khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đang tuần tra tại km 931 500 trên quốc lộ 1 đã phát hiện ô tô 16 chỗ có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông. Trên xe lúc này có hai người. Sau quãng đường dài truy đuổi, tổ công tác tiếp cận được xe vi phạm. Lúc này, tài xế lái xe lao vào một bãi đất trống bên cạnh Thiền viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, rồi ra khỏi xe bỏ chạy. Người này còn nhảy xuống hồ điều tiết gần đó nhằm bỏ trốn. Tổ công tác tiếp tục đuổi theo bắt giữ hai người trên và phối hợp với công an phường Hòa Minh khám xét phương tiện. Tại cơ quan công an, tài xế khai Lê Văn Xanh, 20 tuổi, Người ngồi bên cạnh là Ngô Công Long, 17 tuổi. Tài xế này khai rằng đã vi phạm tốc độ sau khi nhậu. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, xanh sợ bị phạt nên đã bỏ chạy. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xanh ở các lỗi gồm vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký và kiểm định xe. Phương tiện cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định người đăng tin sai sự thật thích minh tuệ đến lâm đồng gây xôn xao dư luận ngày 9 tháng 10 phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa 05 công an tỉnh lâm đồng cho biết đã xử phạt 5 triệu đồng đối với bùi nguyễn hoàng sang 30 tuổi vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện vào ngày 17 tháng 9 năm 2024, một tài khoản Facebook đăng tải nhiều video bài viết về hai trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông lê anh tú tên gọi khác là thích minh tuệ đang đi bộ khất thực trên đường kèm theo thông tin có nội dung cho thấy rằng thầy minh tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng vì vậy nhiều trường hợp người dân hiếu kỳ đã phát tán chia sẻ thông tin do tài khoản này đăng tải kêu gọi truy tìm thông tin vị trí tại thành phố bảo lộc để đến gặp mặt thầy thích minh tuệ có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương sau đó, phòng PA05 đã phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác minh, qua đó xác định thông tin thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hơn nữa, mặc dù một số tài khoản khác đã bình luận nhắc nhở chủ tài khoản đăng tải thông tin là sai sự thật, thế nhưng tài khoản này tiếp tục xác nhận bản thân đã biết không phải là thích Minh Tuệ, nhưng vẫn đăng tải để mọi người trầm trồ gây xôn xao dư luận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng PA05 đã xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật do Bùi Nguyễn Hoàng Sang quản lý sử dụng, sau đó đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin, công an thành phố Bảo Lộc triệu tập làm việc với đối tượng Sang. Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.